Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video dạy bài tập toán tính tổng. Và tổng SN hôm nay sẽ là 1 chia 1 nhân 2 cộng 1 chia 2 nhân 3 và cộng cho chấm chấm cho đến 1 chia cho N nhân N cộng 1. Với cái N này là số tự nhiên nguyên dương. Đấy. Rồi, để giải quyết cái bài toán này thì mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên mình sẽ phải cần khai báo một cái số cái thư viện cho nó. STDO.h đúng không ạ? Đấy, và sau đó là cái thư viện .mat. Đấy, và tiếp theo là một cái thư viện Corneo đúng không ạ? Rồi sau khi khai báo thư viện thì ta tiến hành khai báo một cái hàm main cho nó. Và trong cái hàm main này thì bắt đầu lập một số cái biến cho nó, khởi tạo giá trị biến. Rồi ở đây thì mình khai báo một cái biến là n đó, là chính là cái n này đó. N cần tìm này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ phải khai báo một cái biến s bằng 0. S bằng 0 này là gì? Tức là mình ở đây thì ý của mình là khai báo s chính là cái tổng s này, đúng không ạ? N này. Và vì sao đây mình đặt là 0? Đấy, là bởi vì khi tính tổng thì thường và người ta sẽ đặt cái giá trị khởi tạo ban đầu của cho nó là 0. Tức là nó chưa tính toán gì thì nó giá trị ban đầu của nó sẽ là 0, đúng không ạ? Nếu như các bạn đặt là 1 hay số bao nhiêu đây thì nó sẽ cái tổng cuối cùng nó sẽ sai, đúng không ạ? Rồi sau khi đã khai báo một số cái biến liên quan thì ta tiếp tục nhập cái câu lệnh để nhập vào cái biến n ấy, số tự nhiên n. Ở đây là mình in ra cái câu lệnh là nhập n, đúng không? Và ở dưới đây thì sau đây thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh scanf, đúng không ạ? Đó. Ở đây thì do n là một số nguyên dương thì mình sẽ đặt đây là phần trăm d, và đây sẽ là và n, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ tab ra một cái cho nó dễ nhìn này. Rồi sau khi đã nhập vào n thì ta sử dụng một cái vòng lập for để tính toán ấy. Ở trong cái vòng lập for này thì mình khởi tạo cái giá trị ban đầu cho cái biến chạy là y bằng 1. Đó. Rồi sau đó biểu thị điều kiện của nó sẽ là y bé hoặc bằng n, đúng không ạ? Và sau đó y cộng cộng. Đấy, thì đây là một cái cấu trúc chung của cái vòng lập for. Và trong cái vòng lập for này thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh tiếp theo là s lúc này sẽ bằng s cộng cho s đầu tiên này thì sẽ bằng cái s mình gọi đây là s sau này, s trước này, đúng không ạ? Tức là s ban đầu này, s sau này sẽ bằng s ban đầu này cộng cho này. Ở đây là 1 chia cho n nên cho n cộng 1, đúng không ạ? Đấy, 1 này chia cho mở ngoặc, đúng không ạ? N ở đây thì mình sẽ đặt n nó sẽ tương đương với giá trị là y. Đấy. Sau n cộng 1, đúng không ạ? Sau y cộng 1, đúng không ạ? Rồi. Đặt chấm phẩy ở cuối dòng. Và sau đó sẽ in ra cái kết quả. Đấy. Ở đây sẽ là mình xuống hàng một cái. Kết quả là, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ đặt là phần trăm F và đây sẽ là S. Đó. Vì sao lại phần trăm F? Vì đây là cái kiểu số tự, đúng không? S là kiểu số tự nên là phần trăm F, đúng không? Ở đây mình nên là get CH, đúng không ạ?
Rồi, thì trên đây là cái đoạn code cho cái bài tập này. Thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ phải nhập n. N ở đây mình thử nhập là bằng 1 xem nào nhé. Đấy, khi mình nhập bằng 1 thì nó ra kết quả là 0. Đấy, vậy thì vì sao nó lại ra kết quả là 0? Thì mình sẽ giải thích như sau. Nè. Vì ở đây cái câu lệnh tính s này, đấy, ở cái đây, 1 chia cho y nhân cho y cộng 1. Ở cái đây thì 1 là số nguyên đúng không ạ? Y là số nguyên đúng không ạ? Khi ta thực hiện phép chia số nguyên cho số nguyên thì nó sẽ ra số nguyên đúng không ạ? Đấy. Thì khi các bạn không định dạng lại cái kiểu dữ liệu cho nó thì nó sẽ hiểu đây là một số nguyên, kết quả của cái phép chia này là một số nguyên đúng không ạ? Ví dụ như ở đây các bạn thực hiện phép chia là 1 chia 2 đấy ạ. Đúng ạ? Thì nó sẽ bằng 0.5 đúng không ạ? Vậy thì khi các bạn không khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái phép chia này thì nó sẽ hiểu đây là kết quả của phép chia, tức là 0 là số nguyên ạ. Như các bạn đã thấy thì 1 là số nguyên, 2 là số nguyên đúng không ạ? Thì số nguyên chia số nguyên, máy tính nó sẽ hiểu là sẽ ra kết quả là số nguyên đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ đưa ra kết quả là cái số đứng trước cái dấu phẩy ấy. Đấy, đưa ra kết quả là 0 đúng không ạ? Đấy, vì thế nên để tránh cái việc đó, việc sai đó, vì đó là cái cách làm sai nên ta cần phải chỉnh sửa lại cho nó đúng. Đấy, thì cách đầu tiên mình muốn nói đến cho các bạn đó là cách dễ thôi, nó rất đơn giản, chỉ cần các bạn thêm 1.0. đấy, cái 1.0 này nghĩa là đó là nó báo cho máy tính biết đây là một cái số thực. Đấy, rồi mình sẽ chạy với cái cách này cho các bạn xem. Ví dụ ở đây mình nhập là 1 thì nó sẽ ra kết quả là 0.5 đúng không ạ? Đấy. Đó. Rồi. Khi mình xóa cái 1.0 này đi và mình định dạng lại cho nó là kiểu plot. Các bạn nhớ cái thao tác của mình nha. Ở đây là plot. Đấy. Các bạn viết ở đằng trước này và đóng mực ngoặc cho nó. Rồi. Mình sẽ nhập là bằng 1 luôn nha. Ở đây mình sẽ nhập 1 luôn. 1 đó. Thì nó sẽ ra kết quả là 0.5 luôn ạ. Đấy. Rồi. Thì trên đây là cái bài tập nói về việc tính tổng 1 chia cho 1 nhân 2 cộng 1 chia 1 nhân 3 và cộng chấm chấm cho đến 1 trên cho 1 n nhân cho n cộng 1 đúng không ạ? Rồi. Thì ở bài này thì các bạn chỉ cần lưu ý về cái biểu thức tính S này thôi. Và nên nhớ cái kiểu định dạng kiểu dữ liệu cho cái biểu thức N nhân cho N cộng 1 ạ. Đấy, rồi rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.